sinh Phật mà còn hạ hiếp người kế tiếp, đó là thọ tội chứ không có tiến qua nổi. Sinh Phật không có hạ hiếp ai hết, giải tỏa cho chung, đồng tu đồng tiến, đó mới thật sự là Phật tâm. Sinh Phật mà còn hạ hiếp người khác, hâm hê người khác, đó là sai lầm, tự phạt chứ không có tiến nổi, không bao giờ tiến nổi. Tu là khai thác lấy chính mình và giải tỏa sự phiền muộn trong nội tâm, thì cái nghiệp chứ không còn lưu luyến trong tâm thức nữa, thì ánh sáng mơ bừng sáng và đưa hồn về thiền quán rõ ràng. Nhiều bạn tu chưa đến đâu, nói tôi ở từng đời thứ 9, từng đời thứ 10, từng đời thứ 5, từng đời thứ 3 để làm gì? Các bạn tu, các bạn đắc, các bạn mừng. Những người tu chưa đắc nói với họ vô ích. Họ đâu có cần phải từng thứ 9 họ mới kiếm cơm được đâu. Không phải. Mình sinh ra, nói ra để gì? Để mà mắt chúng sanh và làm tiền chúng sanh. Cái này không phải là phương pháp tu hành. Phương pháp tu hành là phải nhịn nhục, thăng hoa, êm dịu nhẹ nhàng, tận độ quần sanh. Cười sáng suốt không được quyền nói nặng người ngu muội, phải êm dịu hòa giải, dẫn tiếng họ trở về căn cội của chính họ, đó mới là người tốt.